Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Kính thưa các loại chẳng ba luôn nha anh em. Nói chứ ba cây trên này là chẳng ba quay 110 mà toàn là hàng bèo không mà anh em ơi. Chẳng ba quay 110 Thái. Còn bốn cây dưới là chẳng ba phu cho một. Đó. Còn cái chuyện mà chẳng ba phu cho một có lắp vừa cho quay 110, quay alpha, quay ZX không thì em xin thưa với anh em rằng là chẳng ba phu 1 lắp được tất cả các dòng quay nhỏ bao gồm cả quay 110, quay alpha, quay ZX gì đó, quay A cộng, quay gì đó, nói chung quay nhỏ lắp được hết. Y chang y ni vậy xì. Chẳng ba quay trăm quay chẳng ba phu cho một của nay thì em được 4 cây mà trong đó có 3 cây whip với một cây thì nó hơi xét xét. Cái này nè. Cây nè, đẹp toàn diện luôn. Sơn zin đen thùi. Cây số 1 này mã 29, nói chung mấy cây chẳng ba này em đã kiểm tra rồi. Mấy cây chẳng ba phu 1 này tình trạng em kiểm tra rồi, chén dưới cứng ngắc. Còn chấm sơn chấm xiết nữa nè anh em thấy không, ốc tán gà vô nhẹ nhàng hết cho anh em đó. Anh em lắp được tất cả các dòng quay nhỏ nghe anh em, đi rất là đầm, nó nặng hơn chẳng ba quay 110 Thái nữa, tại vì cái bảng mà tiếp xúc giữa cái phuộc với cái chẳng ba nè nó bự hơn quay 110 nữa. Đi em bao anh em đi bao đầm luôn, anh em vô xe Trung Quốc xe gì bao ngon, vô quay 110 y ni luôn nghe anh em, không khác gì nghe em đã từng lắp rồi em biết. Một cây chẳng ba phu một đẹp như nè đó, một cây chẳng ba phu một đẹp nè, em giao cho anh em là giá là 350.000. Ở đây là em cào tổng cộng là em có 3 cây đẹp với một cây xấu. Giờ em nói cây xấu này luôn nè, cây xấu này em giao cho anh em 300 nè, nó không có xấu gì mà cái nước sơn nó hơi bung anh em thấy không đó. Bao anh em chén dưới không có xây luôn đó, không bị bầm nha anh em, 4 cây này là không bị bầm cây nào hết trơn nha. Đó, cây này bị giao cho anh em 300 nè, còn ba cây đẹp này giao cho anh em 350.000 cây nè. Đó, còn anh em thầy thợ ôm hết 4 cây alo em, có giá tốt cho anh em luôn. Đó. Bao anh em là không có bị bầm nha, còn cái nào bầm là em tả cho em nói bầm cho anh em nghe. Sơn zin đẹp không á. Cây này mã mấy đi trời. Nhìn không thấy nữa anh em. Giống như mã 80, 90 gì quá, 90 anh em. Đó. Ba cây đẹp này nè, là mỗi cây là 350.000, còn cái cây này nó hơi bẹo chút thì 300. Đó. Còn ở đây chẳng ba quay 110 Thái của anh em có 3 cây mà trong đó có 2 cây bị bầm rồi. Cây này nè. Cây số 1 với cây số 2 bị bầm nè. Thấy không anh em? Đó. Tình trạng là đang xài bình thường. Này chẳng ba quay 110. Cây này mã 82 ý 84 ý, xin lỗi anh em nha, mã 78 nha anh em, 78. Còn cây số 2 này cũng bị bầm luôn nè, bầm mà kiểu như bầm nè thấy không anh em, bầm rồi đắp lên nè thấy không đó. Cây này mã số là 46 đó, chén dưới cứ ngắt nha anh em, bao anh em xài. Nói chung mấy cây bị bầm này, hai cây này em bán giá rẻ, mỗi cây 200.000. Chẳng ba quay 110 nè, hai cây bị bầm này 200.000. Nói chung bầm nhưng mà anh em thợ người ta có xử lý rồi nè, về xài bình thường. Còn cái cây này tình trạng là không bầm gì hết nhưng mà ốc nó xấu. Cây này mã 84 nè. Tình trạng không bị bầm hết nha anh em. Đó. Ốc nó xấu. Cây này thì 350.000. Đó. Còn hai cây chẳng ba quay 110 bị bầm này thì mỗi cây 200.000. Bị bầm nghe anh em, còn ngoài ra xài bình thường, không có bị gì hết á. Còn chẳng ba phu 1 ở đây nãy em nói rồi. Đây một cây đẹp nè. Hai cây đẹp nè. Ba cây đẹp là mỗi cây 350.000. Chỉ có một cây này nó bèo nè, anh em thấy không, cái màu nó xuống nè. Cây này 300.000. Anh em thợ ôm hết có giá tốt luôn. Mấy cây chẳng ba phu 1 đẹp hết nghe anh em, không có cây nào bị bầm gì hết trơn á. Bao đẹp. Không có cây nào bị bầm gì hết trơn á. Còn anh em đừng có hoang mang cái chuyện nghe người ta nói chẳng ba phu 1 lắp quay 110 quay alpha không được, không có đâu nghe anh em, lắp như zin bình thường em bao, bao tất cho anh em luôn, không bầm không biết gì hết trơn á, bao xài đang thùi lùi luôn. Mấy cây chẳng ba phu 1 này đẹp thiệt luôn đó. Rồi chào anh em nha, anh em nào mến hú em, hai cây chẳng ba quay 110 mà bị bầm nè anh em nè, thấy không, tả cho đúng cho anh em.
bị bầm này em bán mỗi cây là 200 ngàn, còn cái cây không bị bầm này á thì 350 ngàn. Cây này không bị bầm nha. Rồi chào anh em nha.